Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối cuộc đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc, không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích cực và hóa giải tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 11 âm lịch, hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam. Một, tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi, khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 11, tức ngày 24 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho rằng bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 27 tháng 11 năm 2020, tức ngày 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 17 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 15 tháng 11, tức ngày 29 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Mùi là biểu tượng cho con dê, là con giáp đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 12 con giáp.
Người tuổi Mùi là người rất kiên cường, chăm chỉ. Họ luôn thể hiện mình có năng lượng dồi dào và luôn chịu được áp lực cao trong công việc. Họ sống tình cảm nhẹ nhàng, không thích sóng gió. Người tuổi Mùi rất thích hợp với những công việc mang tính nghệ thuật. Cũng giống như các tuổi Mùi khác thì Tân Mùi yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên, tự bản thân họ có thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của mình mà không quá phụ thuộc vào người khác. Với người tuổi Tân Mùi thì gia đình luôn là tài sản quý giá nhất và họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì những người mình yêu thương. Trong tháng này, các gia chủ Tân Mùi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 22 tháng 11 năm 2020, từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Sửu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, sự nghiệp của tuổi Tân Mùi. Tử vi tháng 11 của tuổi Tân Mùi dự đoán rằng những người sinh năm 1991 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ giúp công sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt của đồng nghiệp. Hơn nữa, tuổi Tân Mùi luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Những gia chủ Tân Mùi mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Ngoài ra, đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tân Mùi. Tử vi tuổi Tân Mùi trong tháng 11 âm lịch này cho thấy may mắn sẽ đến với bạn trong mặt tài lộc. Bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Tân Mùi rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo tạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, bạn tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Chính vì thế bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, gia tăng tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo của tuổi Tân Mùi. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1991. Bạn có thể phải lòng ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Hai bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối, không liên quan. Điều đó chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc của bạn. Cảm xúc của bạn lên xuống, thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều trông thấy. Bản mệnh hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia của mình, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai. Để giữ gìn hòa khí, tháng này gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Gia chủ tuổi Tân Mùi cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận gỗ huyên long, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Tân Mùi.
Tháng này, sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Bản mệnh hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Khi lái xe, bạn cần chú ý xảy ra bất trắc. Ngoài ra, bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Gia chủ tuổi Tân Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Nhìn chung tử vi tháng 11 của người tuổi Tân Mùi thấy rằng vận trình khá tốt trên các phương diện. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 11 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Tạm biệt và hẹn gặp lại!